Thanh Vũ xin chào anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Thì ngày hôm nay rồi Thanh Vũ cũng về U Minh để mà thăm lại anh Ngân Phúc nè. Ở bên cạnh đó cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn về tình trạng sức khỏe của anh Ngân Phúc. Bây giờ thì Thanh Vũ cũng mời anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ vào trong nhà gốc Bắc Tư để thăm anh Ngân Phúc nè. Anh chị các bạn. Đây tới nhà gốc Bắc Tư. Bởi vì gần đây thì bác gái cũng đã bị sự cố sức khỏe, bác bị cái tay sưng quá trời sưng, cho nên là bác đi bệnh viện ở U Minh. Thì sau đó thì người ta chuyển cho bác gái đi xuống thẳng xuống Gạch Giá luôn. Bác cũng bị bệnh rất là nhiều anh chị các bạn, cho nên là bác phải chuyển xuống Gạch Giá để điều trị. Thì ngày hôm nay thì Thanh Vũ cũng đến thăm anh Ngân Phúc, nhưng mà anh Ngân Phúc thì đi tái khám rồi, tái khám ở Gạch Giá anh chị, cho nên là không có chia sẻ được cho anh chị và các bạn biết được tình trạng sức khỏe của anh như thế nào. Chẳng qua là ảnh chỉ đi tái khám thôi anh chị. Như vậy thì cũng không biết được tình trạng sức khỏe của anh Ngân Phúc như thế nào. Để sắp tới Thanh Vũ sẽ chia trực tiếp chia sẻ cho anh chị các bạn về tình trạng sức khỏe của anh Ngân Phúc với anh chị. Còn bây giờ thì Thanh Vũ mời anh chị và các bạn mình đến thăm cái căn nhà của anh Ngân Phúc ngày hôm nay xây dựng như thế nào, cũng như đến tới đâu rồi đó anh chị các bạn. Sáng thì thợ cũng chắc là đến trộn hồ và đi ăn sáng. Đây các bạn nhìn thấy hồ cũng đã trộn, còn đã còn lăng đăng lê đê này chị. Rồi bây giờ mình mời Thanh Vũ, mời anh chị các bạn mình vào trong nhà xem căn nhà cửa cách tới đâu. Đó, nhà thì bên trong của tô thấy ở trước làm mặt cáo rồi, và thấy cũng đẹp. Nền thì chưa có rồi anh chị. Wow, đang giờ mình đi vào bên trong luôn coi xem thứ ơi ảnh trong như cái sao. Hầu như nhà thì theo Thanh Vũ cũng thấy hầu rất cũng sắp sửa rồi anh chị. Phía bên trong này người ta cũng xây chuẩn bị tô, chắc ngày hôm nay thì có thả khả năng là các thợ sẽ tô rồi luôn. Đây nhà thì anh chị các bạn nhìn sau khi lợp xong thấy cũng nhà cũng rất là rộng á. Có thể là ngày hôm nay thì mọi người sẽ tô xong cái miếng tường này. Anh Bông thì ảnh đưa Ngọc Phúc đi tái khám luôn rồi. Đây phía sau, phía sau cái trái đường sau nè anh chị. Đi, ở chỗ cái phần cầu mà anh Bông anh làm. Wow. Đây, anh Bông anh làm. Bởi vì
nguyên một gia đình mà có ba người hầu như là bị sự cố về sức khỏe hết. Như bác trai thì cũng nằm viện mới về, rồi bây giờ lại tới bác gái nữa tiếp tục nằm viện mà lại bị nhiều nữa, phải chuyển ra tới Gạch Giá nữa. Gạch Giá tiếng kêu là chợ tỉnh, ở bệnh viện tỉnh đó anh chị. Bây giờ đây thì anh Phúc lại đi tái khám nữa, thân một mình với chị Kiều mà phải lo toan mọi thứ vậy, rất là tội luôn anh chị. Cũng nhờ có anh Bông với một số những anh em YouTube đó, tới lui coi dùm cũng được, cũng đỡ cho chị. Chứ để thôi một mình chị mà chỉ lo rất là nhiều thứ. Mà Tết thì cũng gần tới nơi à. Đúng là Tết cũng không được Tết được. À, bữa nay mấy anh em làm hả? Dạ. Mình bữa nay tô là rồi luôn chưa? Rồi. Bữa nay rồi luôn ha. Ngày mai là trắng nền luôn chưa? Chưa lắp mà. Hầu nãy nó 4 ngày nữa con, nó chiều nay gọi luôn đó. Đây con làm mà nó đâu có làm đâu, nó biết. Hầu thì khác thôi. Ba anh em làm cái gì? Bốn anh em là bốn anh em vậy là hôm nay gọi luôn. Bữa nay là gọi luôn phải không? Rồi. Này nó gọi đó không có chạy đâu nữa. Hết thì show em siết cho rồi. Đây chị các bạn, à, mấy anh em trồng hồ nè. Bây giờ mấy anh em đi ăn sáng hay gì? Từ giờ đi ăn sáng hay gì? Để chồng dựng nhà tiếp con kia. Ờ, dựng nhà tiếp con kia. Bốn anh em làm thì nhanh. Cái bữa nay tô rồi chắc mơi nó mốt thì chán nữa xong chứ hả anh? Chán gì ạ? Chán nè. Ờ vậy là khỏe rồi. Đây, mấy bữa nay là bún anh em làm thành gà nó sẽ kết quả sẽ nhanh thành chị các bạn. Đó, về có anh Ngọc Phúc lên chị các bạn. Làm lên hết. Kéo thì chắc cũng nhanh.
phía ngoài làm à, con rồi hôm qua hả? Hôm qua anh kia nó làm qua đó hồi hôm qua không có làm với không qua là chỗ khác à. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và có một cái Tết tràn đầy niềm vui. Và hẹn gặp lại anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào.